Đây giới thiệu con cái con phun phân phun lúa giống Honda GX 35 của Thái Lan. Dạ. Cái thùng là 26 lít. Bảo hành 1 năm nha bà con. Đây của Honda Thái Lan đồng hoàng nha. Bảo hành 1 năm nha bà con. Đây dây này Amita luôn nè. Giống mẫu trước không gì bà con, chỉ khác cái tên thương hiệu của thùng, khác cái thùng thôi, còn máy móc thứ một à. Của Honda chịu nổi. 26 lít Fowler Honda luôn nè. Và bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Honda 4 thì GX 35 26 lít. Rồi em ơi, cũng này lên đi Quang ơi. Cho lên. Này máy bằng 5 nha con. Đây là giấy bảo hành đem đầy đủ. Bọc này anh bỏ đâu ta? Kệ rồi.